Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk có 2 giáo viên nhận giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2024. Những nữ trưởng buôn trẻ góp sức xây dựng buôn làng. Đắk Lắk tập trung nguồn lực xây dựng nhà đoàn kết cho người nghèo. Tổng thống đắc cử Mỹ tiếp tục hoàn thiện nội các. Nguy cơ xảy ra nạn đói nghiêm trọng ở Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Khối thi đua số 5 Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Khối thi đua số 5 Công đoàn viên chức tỉnh gồm các đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Cao đẳng Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Năm 2024, khối thi đua số 5 đã tổ chức triển khai hoạt động công đoàn theo hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh và điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các đơn vị trong khối thi đua đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao, đã kịp thời chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để ơn đáp nghĩa, vận động đoàn viên tích cực tham gia xã hội từ thiện như ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ để ơn đáp nghĩa, quỹ mái ấm công đoàn, v.v. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, v.v. Tại hội nghị, các đơn vị đã ký bản giao ước thi đua năm 2025 và tiến hành bình xét xếp loại thi đua năm 2024. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động và triển khai kế hoạch thực hiện dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2024-2026. Năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 12 trường hợp sốt rét, thì đến năm 2023 còn 8 trường hợp và 9 tháng năm 2024 chỉ còn 3 trường hợp. Trong đó, đối tượng mắc sốt rét chủ yếu trong nhóm dân di cư biến động chưa có biện pháp bảo vệ thích hợp, tập trung ở hai huyện Eka và Marak. Trong năm 2024, dự án tiếp tục tập trung cho những vùng sốt rét lưu hành nặng, sốt rét kháng thuốc và các đối tượng nguy cơ cao, củng cố các yếu tố bền vững, ngăn chặn sốt rét quay trở lại, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét. Phấn đấu tỷ lệ mắc sốt rét dưới 0,09 trên 1.000 dân. Không để dịch sốt rét lớn xảy ra, năm huyện được công nhận loại trừ sốt rét bao gồm huyện Krông Bông, Chư Mờ Ga, Krông Búc, Mà Rắc và huyện Lắc. Giai đoạn 2024-2026, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được hỗ trợ kinh phí của dự án để giúp người bệnh và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tăng cường phát hiện và quản lý dân di cư tại các vùng sốt rét lưu hành, giám sát dịch tễ chặt chẽ, qua đó nâng cao hiệu quả phòng chống sốt rét và tiến tới loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk có 2 cá nhân được nhận giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Đó là thầy giáo Trương Văn Thủy, giảng viên khoa lý luận chính trị, trường Đại học Tây Nguyên và thầy giáo Phan Mạnh Tiến, giáo viên môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông thực hành Cao Nguyên. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực nghiên cứu, tìm tòi đưa ra nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng giáo dục, thầy Trương Văn Thủy và thầy Phan Mạnh Tiến còn là thủ lĩnh đoàn thanh niên tại đơn vị với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động, thu hút đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia. Với nhiều đóng góp tích cực, thầy Trương Văn Thủy và thầy Phan Mạnh Tiến đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành và danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Buôn Chấp huyện Krông Anna tổ chức lễ bàn giao nhà cho 11 hộ khó khăn trên địa bàn. Mỗi gia đình được hỗ trợ từ 40 đến 60 triệu đồng một căn. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền trong công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người khó khăn, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 của ngành ngân hàng Đắk Lắk là 12-14%. Tuy nhiên đến nay, tốc độ tăng trưởng không như kỳ vọng.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đang khá chậm. Cụ thể tháng 1 năm 2024, tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh là 0,08% so với cuối năm 2023. Đến hết quý 1 năm 2024 tăng 0,78%, quý 2 năm 2024 tăng 2,58% và đến hết tháng 10 năm 2024, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 3,74%. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng không cao, cơ cấu tín dụng cũng cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế của tỉnh cũng khá thấp. Trong 157.500 tỷ đồng dư nợ tín dụng toàn địa bàn, dư nợ cho vay ngắn hạn là 109.700 tỷ đồng, chiếm 69,65% tổng dư nợ, tăng 6,24% so với đầu năm. Dư nợ cho vay trung dài hạn 47.800 tỷ đồng, chiếm 30,35% tổng dư nợ cho vay, giảm 1,57% so với đầu năm. Đặc biệt, ngoài cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 5,86% so với đầu năm và tín dụng chính sách xã hội tăng 8,7% so với đầu năm, các chương trình tín dụng có tác động đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đều giảm so với đầu năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Mà Rắc đã giải quyết việc làm cho 1.479 lao động, bằng 87,26% kế hoạch năm, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2023. Toàn huyện có 42 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Huyện đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại 13 xã thị trấn trên toàn huyện với khoảng gần 1.000 người tham gia, nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về trình độ hiểu biết về xã hội, phong tục tập quán, công nghệ thông tin và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều nữ trưởng buôn trẻ ở Đắk Lắk đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của buôn làng. Nhờ sự tuyên truyền vận động hướng dẫn của nữ buôn trưởng Hồ Pô Ông mà chị Hơ Mỹ Bằng Tin cũng như hầu hết đồng bào Mơ Nông ở buôn Đề Lây, xã Đắk Nuê, huyện Lắk chăm chỉ phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để thay đổi cuộc sống. Từ khi là cái chị thôn trưởng là Hờ Pó, là chị là thôn trưởng này rất là trẻ, là chị vận động được bà con là trồng xen canh cái cây sầu riêng này nè, giúp mình có thể có một nguồn thu nhập khác ngoài cây cà phê. Tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Đà Lạt năm 2013, trở về xây dựng quê hương, chị Hờ Pô Ông được bà con tín nhiệm bầu làm buôn trưởng khi mới 26 tuổi. Từ những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu, đến nay chị đã trở thành một trưởng buôn giỏi của buôn làng. Khi có công việc ở buôn báo lúc nào thì mình sẽ có mặt lúc đó, kể cả có cái vụ việc mà xảy ra lúc đêm hôm. Em cũng muốn đóng góp một chút công sức nhỏ của mình để làm thay đổi cuộc sống của bà con. Đối với 4.0 thì có thể nói là những cái bạn trẻ này tiếp cận rất nhanh những cái thông tin để mà đưa những cái thông tin nhanh nhất về cho bà con hiểu, đặc biệt là khoa học kỹ thuật cũng như là cái công tác chuyển đổi số hiện nay mà chúng ta đang thực hiện. Nhờ sự tận tâm và gần gũi, chị Hờ Mùê Mờ Lô ở buôn Chư Canh, xã E Sin, huyện Rồng Búc cũng là một nữ buôn trưởng được đồng bào Ê Đê nơi đây yêu mến. Trong những năm mà tôi làm trưởng buôn thì so với hộ nghèo trong những năm trước thì mấy năm nay thì cũng có giảm, rồi cũng đạt chỉ tiêu. Đó là điều tôi mong muốn nhất. Trong cái việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giống vận ở các cái buôn thôn thì hiện nay thì các cái buôn thôn ở trên địa bàn tỉnh cũng đã có cái chủ động hơn trong cái việc xây dựng cơ sở nắm bắt tình hình cũng như là dự báo được cái tình hình nhân dân, và từ đó để mà hình thành các cái nhóm, ví dụ như là nhóm phụ nữ, đoàn thanh niên, rồi nông dân, người cao tuổi, để mà nâng cao cái công tác dân vận ở các cái địa bàn ở trên địa bàn toàn tỉnh. Với sức trẻ, tâm huyết và sự gần gũi, thấu hiểu đồng bào mình, những nữ buôn trưởng trẻ đang góp phần xây dựng đời sống buôn làng ngày càng giàu đẹp, đoàn kết và bình yên. Thưa quý vị và các bạn, hướng về kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào hoạt động hướng về cơ sở. Trong đó, cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo giúp xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, qua đó giúp người nghèo được an cư. Trong căn nhà cấp 4 khang trang vừa xây, anh Iyap Nia ở Buôn E Bông, xã Chê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột không giấu được niềm vui. Do thu nhập chỉ trông chờ vào việc làm thuê nên việc xây một căn nhà vững chãi để ở là điều vợ chồng anh chưa từng dám nghĩ tới. Thông qua cuộc vận động Ngày vì người nghèo,
gia đình anh Y Giáp Nia đã được Mặt trận Tổ quốc xã Chư Bua hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà. Hỗ trợ cái nhà có bên bên ủy ban nhân xã với bên mặt trận đã hỗ trợ em 70 triệu. Sau đó em làm được căn nhà. Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động xây dựng được 352 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 23,2 tỷ đồng, vượt 17,3% so với kế hoạch. Đến nay, các căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Để đạt được kết quả trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đẩy mạnh vận động ủng hộ xây dựng quỹ, phối hợp với ngành chức năng triển khai đôn đốc công tác rà soát, thẩm định, thống kê hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ. Bên cạnh việc tiếp nhận các nguồn ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động gia đình, dòng họ, khu dân cư ủng hộ bằng ngày công lao động, nguyên vật liệu. Trước đây là tôi cũng ở căn nhà tạm mà thì chưa có nhà ở. Sau khi được nhà nước, ủy ban xã xuống xem xét thì bây giờ hỗ trợ cho làm được cái căn nhà, với lại thì được anh chị là san sẻ lại đất cho, là cũng làm được cái nhà, rồi anh chị hỗ trợ thêm nữa thì làm được cái nhà. Bây giờ ở nó cũng yên tâm hơn để làm ăn. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái văn bản đôn đốc đối với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, nhằm mục đích là lựa chọn đối tượng một cách chính xác, vận động thêm cộng đồng, rồi bà con, rồi những người xung quanh của các cái hộ có khó khăn về nhà ở đấy có cái sự đóng góp thêm. Những ngôi nhà đại đoàn kết trao cho hộ nghèo được xây từ những tấm lòng nhân ái hảo tâm và sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng là nguồn động viên lớn đối với các gia đình, giúp hộ nghèo an cư, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.